Rắc Vịt mùa 2 chỉ còn 3 ngày nữa. Thực sự thì ngay mùa 1 thì team Binz đã không có chiến thuật gì rồi và mình hoàn toàn dựa vào âm nhạc của tất cả các bạn thí sinh mang đến, nó dắt mình đi đến đâu thì mình sẽ đi đến đó. Mùa 2 lần này sẽ vẫn như vậy thôi, vẫn không có chiến thuật. Yeah. Well, thực sự ở trong cái thế giới giải trí này thì thực sự cái ngoại hình của mình nó có một chút quan trọng, nhưng mà thực sự nó không quyết định mọi thứ. Mình nghĩ đến cuối cùng cái cốt lõi vẫn là âm nhạc. Yeah. Thực sự thì sau mùa 1 thì đến bây giờ Binz vẫn không biết là ai có thể làm được những gì, và mình đều e ngại tất cả mọi người hết. Mọi huấn luyện viên đều có những cái điểm mạnh của họ, và họ có những cái kinh nghiệm cá nhân riêng của họ và cách truyền đạt của họ khác nhau. Ở trên ghế huấn luyện viên đều là những người có rất là nhiều kinh nghiệm ở trong âm nhạc. Lần này khi mà mình có cảm giác một bạn nào đó mà thuộc về team của mình thì chắc chắn mình sẽ không có chần chừ nữa, tại vì mình đã rút kinh nghiệm lần trước, mình đã bỏ sót rất là nhiều nhân tài. Khi mà mình có cái cảm giác đó thì chắc chắn mình sẽ make move liền. Cái chân của mình nó nhanh hay không nó không quan trọng, cái tay của mình nhanh hay không mới là cái quan trọng. Mình sẽ không hấp tấp quá và mình cũng sẽ không quá chậm. Giờ tại vì cái số lượng nhân tài nó quá nhiều và cái số lượng mỗi người mình được chọn về đội nó lại ít, nên mình phải rất là cẩn thận trong những cái lựa chọn của mình. Binz nghĩ là tóm lại nó vẫn là âm nhạc thôi. Có thể là trong cái bài hát của bạn đó hai câu cuối nó hit mình thì mình sẽ chọn vào lúc cuối. Nhưng mà khi mà bạn đó cất giọng lên và ba chữ đầu nó hit mình thì mình sẽ chọn vào lúc đầu. Mình có cảm giác là mùa 2 này cái âm nhạc nó sẽ rất là màu sắc, nó rất là sặc sỡ và nó rất là phong phú, nên mình cũng không đoán trước điều gì hết, mà mình muốn giữ nó như vậy để cho nó thú vị. Thank you.